À, thực sự với các bác là những cái mẫu xe mà Toyota Camry nhập Mỹ thì luôn luôn là một cái mẫu xe mà được rất là nhiều các bác nhà mình ưa chuộng các bác. À, Toyota Camry đã bền rồi nhưng mà nhập Mỹ thì nó lại quá là bền, quá là lành và đi nó lại rất là đầm các bác. Vâng, thì các bác nhà mình mà bác nào mà thích Toyota Camry nhập Mỹ này thì em Khương lại về được một chiếc xe rất là đẹp đây. Con này là sản xuất 2010, model 2011 các bác nhé. Chiếc xe này thì được bác chủ lên hết cam 360 độ rồi, bảo dưỡng đầy đủ hết rồi, thay dầu thay mỡ. Bác chủ còn dặn em là bác ấy ra về là còn với lại dặn em là Khương nhớ bảo là ai mua là không phải thay dầu thay mỡ, thay dầu hộp số rồi là các kiểu dầu luôn đấy, mới lại không phải bảo dưỡng gì luôn, tại vì anh mới làm, anh mới bảo dưỡng hết rồi các bác nhé. Đó thì vâng, thì hôm trước em có con Camry nhập Mỹ này em nhận cọc rồi các bác nhé. Đó thì con này là em vừa về này đấy, con này thì lại hơn một cái là có cả cam 360 độ các bác nhé. Con này nó hơn cái là có cả cam 360 độ luôn đấy. Thật ra Camry thì là bình thường cũng là một cái dòng xe mà thực ra là em chê ở Camry là ít option các bác ạ. Đấy, ít option đấy, nhưng mà nó là cái thiết kế của hãng rồi. Nhưng mà khi mà về các bác ấy lên những cái option rồi thì đương nhiên là các bác nhà mình cũng đỡ tốn kém các bác nhé. Con này thì cam 360 độ đây, có hết rồi đây các bác nhé. Đấy, cam 360 độ này, bên trái bên phải này đấy, hông này, bên trái bên phải này, đằng trước đằng sau đầy đủ hết nhé các bác nhé. Và đây là cái màn hình OLED, là một cái màn hình mà rất là cao cấp và xịn cái hãng màn hình rồi các bác nhé. Đấy, màn hình rất là cao cấp luôn các bác. Đấy, màn hình rất là cao cấp luôn, LED căng luôn các bác nhé. Đấy, LED căng luôn, màn hình này thì nó là LED căng luôn rồi này các bác nhìn này. Đấy, dẫn đường dẫn nước rồi là các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, không thiếu một cái gì. Đấy, thì là có nghĩa là Camry bình thường thì nó cũng chả có cái gì các bác, option thì nó không có gì mấy, nhưng mà đây nó lắp cam yếc như này rồi là tích hợp hết rồi các bác nhé. Chiếc xe rất đẹp luôn này các bác nhìn này, các chi tiết này sáng choang này. Cái dòng này nó có cruise control, ga tự động rồi các bác nhé. Cruise control, ga tự động rồi, chạy được 8 vạn 9 mai các bác nhé, 8 vạn 9 mai, có nghĩa là nó tầm hơn chục vạn, hơn chục vạn. Các nút các phím đây các bác nhìn này, LED căng luôn. Xe con này thì vừa ấy về em Khương cũng quay cho các bác luôn này. Đấy, hàng vừa về nóng hổi luôn. Đấy, con này có cả cửa lóc các bác nhá. Camry bình thường Camry Việt Nam thì cái cao cấp nhất anh chưa cửa lóc đâu các bác, nhưng mà Camry Mỹ thì những cái bản đủ nó thì đã có cửa lóc hết rồi các bác nhá. Này, tem mác này các bác nhìn này, tem dấu rồi. Nói chung là ghế điện ghế nhất có hết rồi các bác nhá. Chi tiết này nói chung là đã ai mà đã đi Camry rồi thì các bác đều biết. Nói chung Camry thì nó quá là lành rồi các bác, quá là lành, nó giống như là một cái tượng đài mà không thể nào mà đổ gục được trong lòng những người mà yêu xe rồi các bác. Tem mác này các bác nhé, tem mác này. Đó, đây là xe của em là nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Này, em quay luôn cho bác xem. Đấy, quay luôn trực truyền hình trực tiếp luôn các bác nhé. Các bác nhé, theo dõi kênh của em Khương, những bác nào theo dõi lâu đã biết rồi, em làm việc thì nó rất là đơn giản, không màu mè hoa mỹ gì cả. Có thế nào thì em quay đấy cho bác luôn đấy, chứ không phải là bóng bẩy sạch sẽ mở máy lên sóng cho bác. Đây các bác nhé, này, xem này nó mới thật này các bác này. Đấy, này các bác này, cái chi tiết này vẫn sáng này các bác này. Cái ốc này, lắm xe đời này ốc nó bị ham rồi các bác, là nhiều khi là mưa, cái nước mưa nước yếc nó vào nó két là nó sẽ bị ố này. Chấm sơn nhà sản xuất này các bác này. Đấy, những con này của em là mộc mạc nguyên bản đây các bác nhé. Đây các bác nhìn này, mộc mạc nguyên bản luôn đó. Đấy, máy móc sáng chưa các bác nhìn, sáng chưa, nó đang quản chưa các bác nhá. Các bác nhìn đây sáng chưa. Đấy, này các bác này, được các chi tiết này. Đấy, bên dưới này. Đấy, con này bác nào mà thích em vệ sinh thì em vệ sinh này, còn đâu cái máy như này thì chắc em cũng chả rửa làm cái gì cả, tại vì bản chất là nó chỉ có những cái bụi thôi. Này các bác nhìn đây, chỉ nó chỉ có những cái bụi theo 5 tháng đây. Đấy, cái máy mà 2.5 VVT-i này thì là một cái máy mà rất là cao cấp của Camry rồi các bác, mà tận đời mới bây giờ mới sử dụng các bác.
những cái đời cao bây giờ đấy mới sử dụng cái hệ thống máy này, mà con này đời 2010 nhập Mỹ đã sử dụng rồi các bác nhé, công nghệ này. Đấy, có nghĩa là cái hệ thống máy nó đi trước rồi. Máy con này thì quá đẹp luôn này, cầm bẹ êm du chắc lịch luôn, các chi tiết sáng choang các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đây khoang máy này của nó này, tươi rói luôn các bác nhé, tươi rói luôn. Ok, con này xe rất đẹp luôn, bên dưới như thế các bác nhỉ, từ con ốc của nó. Đấy, con này gầm bẹ êm chắc nha các bác nhé. Camry nhập Mỹ, đèn đóm này các bác nhìn đây, đèn pha này sáng trưng luôn, đèn gầm thế các bác nhé. À, các bác nhìn này sáng trưng luôn, củ phanh củ huyết sáng choang luôn các bác nhé. Lốp lạp dày các bác nhé, lốp Michelin. Đấy, con này rửa em còn chưa rửa các bác nhé, rửa em còn chưa rửa đâu, lên sóng luôn nha bác. Cái chi tiết đây, xịt nhà nó rất là sáng. Con này cái tay cầm này là con có cả đèn led đây các bác này, này em xem nào, tay cầm có cả đèn led luôn. Tay cầm có cả đèn luôn, các chi tiết của anh em lốp tiếc này sáng trưng luôn này. Nói chung cái dòng xe này đời này là quan trọng nhất là cái gầm bẹ là phải chắc các bác, máy móc là êm ngon, và các chi tiết các bác nhìn ngon nhất, sáng trưng luôn, xe rất đẹp luôn. Chung Camry nhập Mỹ mà được những cái xe đẹp các bác đi nó sướng lắm, nó êm nó đầm, mà đặc biệt cái form này nó cũng bền form các bác, nhìn nó chắc chắn, nó khỏe, đèn đón rất mới luôn các bác nhé, xe sáng trưng luôn, xe đẹp các bác nhìn nó trông nó rất là yêu bắt mắt. Sáng trưng luôn. Còn dán càng đét đẹp luôn. Nói chung con này về thì các bác không phải làm gì cả, các bác chỉ đổ xăng và chạy thôi các bác nhé, chỉ đổ xăng và chạy cho em thôi, không phải làm một cái gì cả. Xe rất là chất rồi, dầu máy dầu yếc rồi, tất cả các cái là bác ấy thay thế, bác ấy bảo dưỡng hết rồi, không phải làm gì cả đâu các bác. Từ những cái phin dán phin nhất là cũng làm hết rồi, các bác về các bác không phải làm cái gì cả. Nội thất thì đẹp, nội thất quá đẹp luôn. Các bác nhìn từ cái tem này, lắm xe đời này tem nó bạc hết rồi, bạc phết hết rồi. Con này tem rất là đẹp, từ những cái chi tiết bên này. Đấy, cửa cánh cửa lắm xe đời này là mọt hết rồi, con này không mọt mông gì cả các bác nhé, rất đẹp luôn. Đây, cái chi tiết này các bác nhìn đây nó vẫn sáng trưng này mà các bác. Đấy, cái xe đẹp thì nó là vậy các bác, sàn nhức là lắp hết rồi. Đấy, có nghĩa là con này về là các bác là không phải làm một cái gì cả, nó đầy đủ hết rồi, không phải làm một cái gì cả đâu, không thiếu một cái gì rồi, xe rất đẹp luôn, chắc lịch luôn. Đèn đó mà toàn bi xe lông hết rồi, đó nguyên bản theo xe các bác nhé. À vâng, thì vừa rồi em Cương cũng lên sóng một chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ sản xuất 2010, model 2011. Đó, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Bác nào mà quan tâm yêu thích đấy, thì các bác alo cho em theo số hotline 0833 1199 các bác nhé, hoặc các bác có thể qua địa chỉ số 470 Nguyễn Đăng Bằng, thành phố Hải Dương. Đấy, các bác nhé, hoặc gọi cho em Cương số hotline 0833 1199 các bác nhé. Và thì xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Ngoài những
mẫu xe ra thì cửa hàng em Khương cũng còn rất là nhiều xe các bác nhé, rất là nhiều xe bên trong nhé. Showroom em rất là nhiều xe đẹp, bác nào mà thích mẫu xe nào thì bác cứ alo cho em các bác nhé. Và xin chào tạm biệt các bác.